Hello tất cả đám nha và chào Monro quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugui đây. Và chào Monro quay trở lại với cái series mà Bill Sugui chưa đưa cho chân lý mùa 600 năm nào. Thì cái trận này nha anh em ơi, mình xin được phép làm một ý tưởng mà phải gọi là cực kỳ nhiều người đặt ra yêu cầu cho mình luôn á. Đó chính là cái link 3 sao Bay Sujin kết hợp đi chung với sóc dễ hơn. Thì ý tưởng này nói chung là cũng không phải là quá khó mà cũng không phải là quá dễ, tại vì nó cũng cần những cái yếu tố bắt buộc như là anh em phải có một cái áo học dễ nè, hoặc là một cái lõi mà biến học dễ hơn. Tại vì học dễ là cái năm con à, Yara, Cass, Cinderella rồi Renata với lại là Stuko nha, cái năm con à. Mà muốn sóc dễ thì anh em phải bắt buộc phải có thêm một cái nữa. Thì cái trận này phải gọi là siêu siêu đẹp luôn á anh em à. Ui, mình đang bỏ cái đội hình yếu nhất vào để mình phích máu để lấy đồ trước nhưng mà vẫn thắng à. Ôi giời, hỏng rồi, đứng ngay cái top 2 như thế này ra cuối cùng. Không biết lấy được đồ không đây. Mình đang rất là cần kiếm với lại là nước mắt luôn á anh em à. Mình có một cái lõi kim cương nha anh em à, được tính thêm hai móc học giả ở trong đội hình, phải gọi là siêu đẹp luôn á. Mình có bốn học giả ở ngay từ round 1.3 luôn, kinh không. Với Cinderella ra sớm nè, Cass nè, thì anh em bỏ vậy là bốn học giả rồi. Thì cái này nếu như mà tí nữa cái ô thần tượng nó đẹp á nha, mình sẽ kết hợp đi chung với thần tượng nữa mà, để hồi được 8 mana mỗi giây nữa. Nghe kinh khủng không? Quá là kinh khủng luôn ấy. Rồi, học giả này nếu như mà anh em chưa biết á thì nó sẽ có 3 móc nha, móc 2, móc 4 với lại là móc 6, cách linh 2 sao luôn cho nó chiến nè. Móc 2 á là nó sẽ hồi lại 5 mana mỗi 2 giây, móc 4 á là sẽ hồi lại là 15 mana mỗi 2 giây nha. Và móc 6 á là hồi lại 25 mana mỗi 2 giây nha anh em ơi. Và đi chung kết hợp với cái linh 3 Sojin này nữa. Cái Sojin này á thì một cái đòn đánh thường nha, nó sẽ hồi lại cho anh em, đó chính là 8 mana mỗi đòn đánh thường, mà cái này là 3 cái anh em cộng dồn lại đi, xong một cộng dồn hốc giả nữa thì thôi chứ. Mình gọi là tính nếu mà không nhầm á thì cái linh nha nó chỉ cần bắn thường đúng 2 cái thôi, hoặc là nếu như mà mình kết hợp đi chung với thần tượng ở đây mà là chỉ cần bắn thường đúng một cái thôi thì sẽ là bắn anh tiêu luôn á, bắn liên tục luôn nha. Úi xòi, đó, bắn liên tục luôn thấy không? Cái này mới chỉ là một cái Sojin kết hợp đi chung với bố hộp dễ thôi á, mà đã bắn kìa. Lúc đầu game sao không thua vậy đây? Hồi nãy đi chợ lụm được cái gậy này mà khá là sida luôn. Mình đang rất là cần kiếm với lại là cần nước mắt á, nhưng mà mình thì hồi nãy top 2 nên đành phải chịu là lấy đồ trẻ thôi, biết sao giờ. Rồi, mình đang có 50 tiền ở ngay round 2.6 nha, thật sự khá là sớm luôn á. Cái này nếu như mà tích tiền đẹp thì mình có thể roll được cái linh 3 sao khá là sớm, và cũng như là lên level các kiểu nữa, không bị thọt cấp hơn. Mình chỉ cần kiếm thân con Yara với lại là con Renata hoặc là đủ sóc dễ rồi đó. Ok, cái linh nữa này nè mà đánh quá, thật sự ra đồ rất là xấu luôn á. Này mà nó ra cho mình thêm một cái cung với lại là một cái găng mà mình đang rất là cần kiếm với lại nước mắt nha. Mình không có ý định là mình ghép cuồng đao đâu, tại vì mình muốn làm chọn thử thách luôn anh em ơi, đó chính là ba Sojin nha. Hồn mana thì nó mới kinh khủng chứ, chứ cuồng đao tóc đánh làm gì anh em ơi. Ủa, cái trận này mình chết sơ qua thì có khá là nhiều ông có lõi kim cương ngon nè, như là thăng cấp nhanh nè, lõi linh hồn ngõ binh nè, với lại là vé trúng thưởng nè, toàn là những cái lõi mà siêu phẩm không à. Đây, ông này ngõ binh nè, tôi cho ông thua luôn. Ngõ binh với chúng tôi à. Úi xòi, cái linh mục cũng bắn ghê đấy. Ủa, mình thua đi em ơi. Mình thua đi em ơi, ngon. Ê, phải thua nha, cho ông đồ hủ luôn đi. Này thì ngõ binh với chúng tôi à, cái đồ hình của mình mà vẫn thua được á, ảo thật ấy. Từ từ anh em ơi, cái lõi thứ hai thì nó không liên quan gì đến đồ hình của mình cho lắm. Tướng 1 và 2 tiền nhận 25 tốc độ đánh và tốc độ di chuyển khá là cùi bắp, không cần đâu anh em ơi. Hoặc là cái sách chọn ấn nha, là cái tàn thư đi. Túi cứu thương với lại là đấu trường hạng rùi á, nói chung là xài cũng được, nhưng mà nó không phải gọi là quá ngon. Cái này chỉ cần ra. À xà, không ra rồi nữa mà. Ra xạ thủ cũng được, mà ra học dễ cũng được, hoặc là ra cái gì mà nó học liên chút cũng được ở đây mà. Nó không ra, nó ra bốn cái ấn mà cù thật sự á, máy móc à. Đồ hình của mình thì máy móc thì tí nữa đi chung với Jin thì có, nhưng mà giờ thì còn lâu. Cảnh binh đi ha, vệ sĩ á, đội hình của mình không có vệ sĩ rồi. Nó tự chọn luôn rồi. Ờ đúng rồi, quên anh em à,
Mình nhớ không nhầm á, thì cái sách này nó chỉ có thời gian cho mọi người chọn là 30 giây thôi hay sao á. Anh em không chọn là tự mất luôn. Lộn, nó tự chọn dùm cho anh em luôn. Cay này. Không sao không sao. Chấp luôn một cái lỗi à. Chấp luôn một cái lỗi. Mà công nhận là cái chọn chọn ấn này nó cùi đi chứ. Không ra học giả hay là ra xạ thủ gì hết. Si đa thì. Ok, mình đang đứng ở top thứ tư. Ra ở round thứ ba anh em ơi. Mong là lấy được một cái kiếm thôi, hoặc là một cái nước mắt thôi là quá đủ rồi. Chứ mà không lấy được ở nhà là mình cũng hơi mệt nổi đó. Tại vì cái trứng trận này á, nó ra cho mình tầm thêm được vài mảnh đồ. Cái lượng đồ nè, cái sách chọn ống nè, thì nó sẽ ra giống nhau luôn nha, chứ nó không phải ra khác nhau từng đứa như nào mà. Nhưng mà cái trang bị á, nó rất là khác nhau, nhưng mà cái số lượng trang bị á, nó rất là giống nhau nha. Trứng trận này mình được là trứng 14 round. Trời ơi, cái lưng cầm kiếm luôn à. Nhất cái nách rồi, tôi xin luôn. Cách lên cầm kiếm thì là quá hời cho mình rồi anh em ơi. Mình đang để dành tiền á, mình roll một phát là lên được cách lên 3 luôn, chứ không có roll lắc nhắc đâu nha. Đây, cách lên 6 con rồi nè. Mình để dành một phát là mình roll được 3 sao luôn, không có lắc nhắc roll mỗi round vài đồng đâu, nhìn nó mệt mỏi lắm, với lại là ức chế lắm anh em ơi. Một phát gọi là mãn nhãn luôn. Với lại là mình cũng đang đợi tới cái round quái thứ 3 để mình xem thử nó có rớt được đúng đồ của mình đang cần hay không. Tại vì nếu như mà không đúng đồ á, là thử thách này nó sẽ bị thất bại. Rớt đúng đồ á nha, thì mình sẽ roll cách lên 3 sao. Còn nếu như mà rớt không đúng đồ á, thì mình xin phép mình up cấp lên kiếm một khác. Cái này là cũng tùy vào cái lượng đồ với lại là trang bị rớt cho mình thôi, chứ biết sao giờ mọi người. Ôi, nó bị lỗi kìa. Cái linh gồng bắn rồi, đạn nó bay tùm lum tùm la luôn. Nhìn sợ đi. Ok, một round nữa là trứng nổ nè. Một round nữa anh em ơi. Rồi. Đỏ lắm luôn rồi đó. Muốn nổ lắm luôn rồi đó nha. Thôi qua ra nữa mình roll thôi. Xem thử đồ nó có rớt đúng hay không. Không để đồ rớt sai thì mình roll được cách lên 3 thì mình cũng không có đủ đồ để mình hoàn thành thử thách này á, thì thất bại thôi. Mọi người nào muốn xem thêm gì á, hãy cứ lên kênh YouTube của mình nha. Lịch đăng video của mình là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị và cũng như là thử thách á. Mình đăng khá là nhiều ý tưởng luôn rồi. Anh em có thể lên YouTube search tên là Biosagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Với lại là mùa 7 nó cũng sắp ra rồi đấy mà. Mùa 7 mình nhớ không nhầm là ngày 24 tháng 5 là nó sẽ ra trên server BBE. Còn mà về chính thức Việt Nam sẽ là ngày 8 tháng 6 thôi. Mọi người đó muốn chơi trước thì cứ tải server BBE giờ chơi thôi. Server đó giờ tạo ạc miễn phí rồi, chơi nó cũng khá là dễ, nhưng mà chơi cái là hơi bị lag thôi. Anh em quen thì chơi. 124. Rồi. Cái này mình nhớ không nhầm là rớt 3 mảnh trang bị. Không phải nữa mà. Rớt hai cái đập đồ, hai trang bị lớn với lại là một cái sách chọn ấn hả? Khá là ngon đó chứ. Từ mình đang có tận là hai đập đồ ở đây mà. Chắc là mình đập hết bàn luôn cho rồi. Đập trang bị đập ấn luôn ở đây mà, đập hết luôn. Ê, đừng có thua nha. Gậy nữa. Nước mắt với lại là kiếm đâu rồi. Hết chỗ để mình làm đồ luôn rồi nè. Lắp một tí coi. Kiếm anh em ơi, ngon. Nhưng mà đang thiếu nước mắt lắm, nước mắt không có. Úi xời, nước mắt có luôn cho em nó. Rồi, hai cái Sojin nha. Còn thiếu một cái nữa thôi. Cái dây kia này là không đập được ở đây mà. Dây kia này xả rất là ổn luôn. Đập cái dây kia này anh em đập mình đó. Ôi, cùi thế. Đập ra cái găng này nữa. Đúng rồi. Quên đập cái hó kỹ anh em à. Nhầm chứ. Quên đập cái hó kỹ luôn. Tốn một lần rồi. Vâng, và ra pháp sư à. Cái đồ xanh đó. Pháp sư cái đồ hình này cũng không xài được. Nhưng mà được cái là ra thêm cái nước mắt nè. Đủ đồ xài luôn á. Hợp lý rồi. Ngon. Trời ơi, cái linh nó bắn kìa anh em ơi. Đủ đồ luôn rồi nè. Đánh quái rớt một cái kiếm bếp. Rồi một cái nước mắt. Xong rồi đập đồ ra thêm một cái nước mắt là đủ đồ luôn rồi đó. Xong.
giờ còn một cái sách chọn ống nè, một cái pháp sư, một cái dao điện với lại một cái găng nha. Cái pháp sư là chắc chắn là không xài được luôn nha mọi người. Pháp sư là chắc chắn là bỏ luôn rồi đó. Ok, để mình run cái link buy sau nào. 140 tiền rồi nha. Mình đã chốt được đồ hình rồi nè. Mình đã có lượng đồ mà mình cần thiết rồi nè. Giờ mình chỉ cần nuôi tướng lên được 3 sao thôi là ok. Xong rồi tiếp tục up cấp và kiếm Yara với lại là Renata là đủ 6 học giả. Không có cần kiếm Suko nha. Kiếm Suko cho 7 học giả này lại chiến quá. Anh em thấy không? Roll gần 40 tiền không ra một con cá linh nào. Đây là cái lý do mà mình tích rất là nhiều tiền để mình roll một phát lên được cái linh bay luôn á. Chứ thấy không anh em ơi, roll không ra một con cá linh nào luôn. Đây, một con, phải khóc quá nó mới ra tướng đó chứ không khóc anh em thử ra không? Uầy, roll xui vậy luôn á trời. Thấy không anh em ơi, roll từ 150 tiền đó. Đây một con đã đủ nè. Thấy không? Thấy nó kinh khủng không? Roll từ 150 tiền đó nha. Và roll chỉ là kiếm 3 con cá linh thôi. Và roll tới chết luôn vẫn không ra. Hồi nãy mà mình roll lắc nhắc chắc là tới roll 5 chấm thì nó mới ra được quá. Khổ ghê. Giờ ra 2 luôn nè. Cái Fortune nè. Ok, cá linh 3 đây em ơi. Không có tin được luôn. Khổ thiệt sự. Rồi. Bắn nè. Đấy. Hợp lý chưa? Cái linh ba mà. Vuốt rồng với chúng tôi. Có kia với chúng tôi 3k2 đam mọi người ơi. Dít với chúng tôi 3k5 đam. Gần á. Cũng mạnh 14k đam chứ nhiều. Cái sách chọn ngắn này là mình chơi tầm và ra quá. Thì mình sẽ bắt đầu bán mà mình mở nó ra nha. Để cho nó tăng cái tỷ lệ mà ra được cái hệ mà mình muốn á. Và ngon nhất á, vẫn cứ là một là xạ thủ và hai là học giả thôi. Đồ này thì mình cũng đủ rồi đây mà. Không cần phải lấy đồ nữa để xem qua thử. Ô Renata bút luôn cho em đó nha. Sao học giả luôn anh em ơi. Sao học giả luôn nè. Ngon. Khỏi cần phải roll kiếm tướng cái kiểu gì đó. Hơn nữa trận này mình tích tiền thật sự rất là nhiều luôn á. Mình roll một phát lên được cái link 3 luôn. Chứ mình roll lắng nhắc là khỏi lên luôn á. Thiệt đó chứ. Rồi, đội hình đang rất là thiếu tăng luôn. Nhưng mà mình sẽ lấy đam bù thủ nha. Bỏ thêm một cái dao điện vào. Tại vì đồ free mà không xài thì nó cũng ổn đúng không. Cái dao điện này nó sẽ cho mình thêm một chút diễm ngắn phép anh em à. Cái link này là bắn chiêu là skill phép nha. Giảm càng nhiều nó bắn càng đau thôi. Bắn nè, úi xòi. Bắn gọi là liên tục luôn mọi người ơi. Cứ gọi là liên tục luôn á, thiệt cái chứ. Bắn thường đúng hai cái nha. Là bắn được một lần anh tiêu. Kinh khủng. Quá là ghê gớm luôn. Lò thứ ba là cái gì đây? Tiên chi lò rèn đi đâu mà. Lấy cái lò rèn đi tại vì tiên chi mình không có còn đâu. Gặp ai giờ mình cũng quất được mà. Tam luyện rìu với lại là đại bác à. Chắc là lấy cái rìu đi tại vì cái rìu này nó cũng giảm kháng phép bên này mà giảm tận lại 60% ở trong vòng 3 giây nha. Và nó kích hoạt được cả từ đồ đánh thường nè với lại là kỹ năng luôn. Nên con Renata này nó cầm thì nó giảm một cái là kháng phép là nguyên đồ hình tem bạn luôn á. Nghe chiến không anh em?
giảm kháng phép một phát là 60% nguyên đội hình nó tan bạn luôn. Thì đỏ đi, còn một cái giao điện này nữa là cộng dồn nha, cộng dồn nha mọi người ạ. Nó mới gọi là chiến báo đấy. Ba cái lỗi trận này nó ra cho mình thì mình không có hiểu cái quy luật này nữa anh em à. Cái quy luật lỗi nó ra như vậy thì mình cũng không hiểu à, tại vì thường á cái lỗi đầu tiên á đúng không là kim cương, thì cái lỗi thứ ba thì phải là kim cương chứ, không hiểu luôn. Bắn nè, CU với chúng tôi bắn thường cái nè, ấy á, bị stun rồi, úi xôi ôi, cúp rồi anh em ơi, thua rồi nè. Biển bò hất tung cái airplay luôn mà. Cây chúa. Thôi là trận này còn nhiều máu á. À, mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên level để kịp đi chung với xạ thủ nha. Cái trận này nếu như mà mắc binh nhất á thì mình chỉ có thể kẹp đi chung với là 6 giả với là 4 xạ thủ thôi. Còn nếu như mà muốn kẹp đi chung với 6 xạ thủ á thì mình cần phải có thêm một cái biến hệ nó mới đủ. Và tuyệt vời. Lại không ra rồi, cái lại hót kỹ cái đầu bùi nè. Quẹ. Bực mình thiệt chứ. Cứ hót kỹ với là cảnh binh thôi. Ô, cái này nó cập nhật mốc 3 với là mốc 5 mà nè. Nhưng mà mốc 5 đâu. Nó mới hiện là 1/3 mà chứ đâu phải là 1/5 đâu anh em. Không hiểu luôn. Không hiểu luôn anh em à. Nó tự nhiên nó cập nhật mốc 5 mà không có mốc 5 cho tôi chơi gì đó. Mốc 3 thôi. Sẽ đè đi. Rồi lấy tạm một cảnh binh đi. Tí nữa có gì về lay mình kẹp thêm JC vào tăng. Nhưng mà không biết là đủ slot hay không thôi. Tại vì mình kẹp đi chung với xạ thủ á. Cho nó đem cho nó nhiều một tí. Bắn nè, Sena 3k2 đam chứ nhiều. Bắn nè, Syndra cũng 3k2 đam chứ nhiều. Ủa này có vuốt rồng hơi bị trâu. Mà chỉ cần cái Linh nó không chết thôi là mình thắng chắc mà. Sao mà đỡ được. Hồi nãy giờ mình vẫn chưa biết cô thần tượng là như thế nào nha. Bỏ vào thử nào. Úi ôi, đồ bờ rung xấu quá anh em à. Chắc là bán nó luôn đi, lên level luôn. Kẹp thần tượng vào nè. Trời ơi, cái ô thần tượng kìa. Nó xấu không tản luôn á trời. Cái này thì sao mà dám bỏ cái Linh ở hàng trên nên em ơi. Với lại là bỏ hàng trên này á thì nó lại Leona 2 nè, nâng cấp bỏ vào tạm đi nè. Chứ nhìn cái ô thần tượng này nhìn trầm cảm quá. Tại vì cái Linh này là xạ thủ luôn á mọi người à, nên nó còn phải đứng càng xa đối phương càng tốt để cho nó cái lượng đam tối đa luôn á. Ông này cũng bạn đấy. Có kỳ này. Ông biết này cầm vuốt rồng với lại giúp gai châu vải trưởng á. What the fuck. Nhưng mà châu đánh lâu cũng chết 17k đam chứ hằng nhiêu. Có 17k ạ. Data với lại Senna. Ồ, Leona random ra đồ đẹp quá nè anh em ơi. Mình bỏ 4 xạ thủ vào thì mình nói thiệt với anh em luôn, cái đồ hình của mình nó không khác gì một cái tờ giấy luôn. Nên thôi, mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên level nha để kịp thêm con mít phò này vậy là đủ. Là ổ map luôn.
viên đạn đó nó bay theo luôn kìa. Mình xin ra nó cầm nó quăng ở đây mà đạn nó bay theo luôn rồi, nhìn ảo thì có. Ấn xấu quá hả? Ấn thích đấu à? Chắc là lấy cái đồ tăng đi nè mà. Lấy thông thông đạo tăng tăng thì tên mình đang thiếu tăng quá. Thật sự rất là thiếu luôn á. Renata hồi nãy vừa bán xong hai thông đạo luôn, lo gì mà thiếu tăng nữa mọi người, lo gì mà thiếu tăng nữa. Đổ một chút nè, nên ném mấy con sát thủ một cái, nhìn mấy con sát thủ chọc cách linh này của mình chết đó. Hồi nãy biển bò nó outplay đúng không, mình xếp bên này không biết cái bị nó hót không nữa. Đây mình lấy được nóc tu này nè, ngon. Bò nè, ủ châu phết. Lucian nè. CV nè, 3k7 đam vải trưởng á. Nóc tu nè. CU nè. Bắn kinh thật sự. Thọ liệu na đồ kìa, nhìn muốn bán được chứ. Cái ông top 1 này thì vẫn là cái ông châu nhất nha, tại vì ông có vết cầm vuốt rồng và 3 sao khá là nhiều luôn. Nhưng mà tướng 3 sao của ông thì mình vẫn cứ chỉ là một cái rồi, là một thằng chỉ có riêng con vết đó thì nó khác biệt so với phần còn lại thôi mọi người. Hơi khác biệt so với phần còn lại thôi. Đây thì nè, Gna cũng một bắn này nha, hóa hình luôn rồi đó. Lulu cũng một bắn luôn nè, 3k7 đam nha. Mỗi đứa có một bắn đó mọi người, trời ơi. Đúng kiểu chưa, trời ơi. Đó, riêng con vest này thì mình không biết là mấy bắn, một bắn nè, coi thử. Hai bắn nè, nó châu. Ba bắn, ui sò, phải ba bắn và qua tận cái chế độ gọi là u rễ á thì mới thắng nha. Thằng kia nó phải chát lên là kéo gì vậy. nhìn bất lực thiệt cơ. Mình nhìn mình còn sợ và với nói gì ổng. Một cái team băng à, đồ đẹp quá giờ. Tôi thì chỉ đang thiếu cái đồ tăng thôi, mà ra đồ tăng cho mình liên tục như này thì ok. Ngon anh em ơi, ngon anh em ơi. Xó hộp giả 4 xạ thủ Leona random ra đồ quá đẹp luôn. Mà mình đang chấp một cái lõi Sida quá, đang chấp cái lõi sách chọn ống nè. Quá là cùa bắp luôn. Bắn cái này sao tên bạn đỏ nổi trời. Ồ, nó bắn được ra bên kia 4k4 đem một viên vải trưởng. Nhưng mà chỉ còn Ronop với con Greta 2. Với lại là nếu mà đổi được thì đổi con bờ rôm này được nè, anh em mà.
Bờ rôm này là bỏ về là kích băng đảng luôn nè. Cũng được, đồ cũng được. Cái linh nó bắn mạnh vậy là do team mình đang có toàn là hai cái trang bị mà giảm kháng phép team bạn không? Kinh khủng. Trời ơi. nhìn con vết này nó bị đọc qua nhìn tội đi. Ôi, nâng cấp full 3 luôn rồi nha, ghê nha. Chắc là chuẩn bị có Viga đó. Đây. Ông này vết cũng sắp 3 luôn rồi. Anh em xem mỗi đứa cứ một bắn thôi nè. Nhìn nè. Ô, bên này hóa hình 3 đồ trâu quá, có lớp giáp của huyết kiếm nữa. Trời ơi, 4k4 đam anh em. Vãi. 5k1 đam mà what the fuck? Đam ảo gì? Uầy. Hồi nãy nó bắn 5k1 đam mà. Tin được gì ta? Mình cũng thấy nó hơi ảo mọi người. Lại ấn xấu anh em à, lại là pháp sư sát thủ. Lấy con JC này về tăng đi, kích cái cảnh binh luôn, nó giúp máu luôn nè. Rồi chơi gì hình nó cầm cái găng này đi ha. Đây đội hình 3 móc vàng với lại là một móc kim cương. Nhìn khá là đẹp trai. Ông này trâu phó đấy. Trời ơi 5k4 đây mà quách được. 5k4 đây mọi người à. 4k6 đây. Ai đỡ được trời. Trời ơi vết hả, vết 3 hả, cũng mạnh, cũng mạnh, cũng mạnh. Không có JC nào hết. Hai mươi ba máu rồi, nếu mà thắng nguyên sàn á thì còn win được. Ủa có Viga nè, bé bé nhỏ nhỏ. Vết với chúng tôi cứ gọi là one shot thôi. Ồ một round nữa nó mơ. Trời ơi đầu hàng luôn rồi. Bất lực rồi. Ok vậy GG tất cả mọi người nha. Và tại mình em hẹn lần sau hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.